Alo, xin chào anh em, chào mừng đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và nhiều bạn hỏi mình là cách chơi với trò phá băng này là như thế nào, làm sao để cho nó ok. Thì hôm nay là dành cho những bạn nào mà chưa biết về con game bài đổi thưởng iWin, thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách chơi phá băng làm sao cho nó ok anh em nhé. Và nếu anh em thấy thích cách chơi của mình thì có thể là áp dụng vào trong game. Và đặc biệt những bạn nào mà thích cái trò mà quay hũ ấy, thì đây là một cái trò xứng đáng để anh em có thể là trải nghiệm anh em nhé. Rồi ok, thì hôm nay anh em có thể để ý mình đang khoảng tầm là 3 triệu. Thì hôm nay là mình sẽ vào mình chơi phá băng anh em nhé. Và mình sẽ vào cái phòng cao thủ là 1M. Bắt đầu khi mà chơi phá băng thì anh em hãy nhớ cho mình như thế này anh em ạ. Cũng phải là test cầu anh em ạ. Đầu tiên là mình cứ phải chơi khoảng tầm là 3 lần đã. Đó, 3 lần nếu mà anh em thắng thì anh em sẽ tăng tiền lên cho mình nhé. Rồi ok, còn nếu trường hợp mà anh em hãy nhớ nhé, khi mà chơi khoảng tầm 3 lần không được gì, đó, thì anh em cứ phải giữ cái mức min 50k anh em ạ. Đó ok, anh em đã hiểu cách chơi chưa? Rồi ok, thì bây giờ mình vẫn tiếp tục quay này. Đó, cứ quay thì đã trúng rồi này. Ok, trúng rồi thì đã lên này. Rồi bắt đầu là lần thứ sau là mình bắt đầu tăng tiền này. Combo lên x2 này. Đó, rồi ok. Hôm nay hy vọng sẽ kiếm được nhiều nhá anh em nhá. Rồi mình sẽ làm khoảng 250k này. Vô này. Phát đầu tiên. Phát thứ hai. Phát thứ ba. Đó, S-Cutter luôn này. S-Cutter này. Đấy, đúng 3 lần là anh em test kiểu đấy. Nó không về hũ thì nó cũng sẽ về kia anh em ạ. Rồi ok, tổng cộng là mình có 14 lần quay miễn phí anh em ạ. 14 lần quay miễn phí thì xem là với khoảng tầm là 3M thì mình sẽ quay lên khoảng tầm là bao nhiêu anh em nhé. Bao nhiêu anh em ạ? Số tiền thưởng của mình đang có là 300, nên bây giờ lên khoảng tầm là 600k rồi. Cực kỳ, càng lên combo nhiều càng tốt anh em ạ. Anh em có thể để ý bây giờ này. Đây là hiện, ở đây nó hiện là combo này. Nếu mà được thì nó lên combo này. Combo 2 này, đấy. Ngon chưa? Tuyệt vời chưa? Bây giờ số tiền của mình đã lên khoảng tầm là 750k rồi. Đó, ok. Tổng cộng bây giờ số tiền mình đang có là 3.2 triệu. Lời khoảng tầm là 230k. Vẫn còn 8 lần nữa anh em nhé. Lên được quả hũ được nữa là quả càng ngon này. Bây giờ hiện tại mới chỉ là ăn thường thôi anh em ạ. Còn 6 lần nữa, 5 lần nữa. Mấy lần này không được gì anh em ạ. Và anh em hãy nhớ cho mình là cái thanh năng lượng này này. Đây này, khi mà nó gần đầy anh em cũng đợi full max binh là anh em chơi tăng tiền max kết cỡ cho mình. Quay là cực kỳ là ngon này, lên hũ cực kỳ to anh em ạ. Rồi, phát này mình nghĩ quả hũ này khoảng tầm là được khoảng tầm là 2M anh em ạ, 2M. Rồi 1.925.000 rồi, ok. Lên 4 triệu rồi này, đấy. Tuyệt vời thế, lên 2 triệu luôn này. Đó, ok, combo lên càng nhiều lên càng thích anh em ơi. Tiền của mình lên 2.325.000 rồi. Lên phát nữa này, úi trời, 2.7 triệu luôn này. Tuyệt vời luôn, úi rồi combo luôn này. Tuyệt vời, quá đỉnh luôn anh em ạ. Rồi combo lỡ lên càng nhiều. Hay, hay, quá tuyệt vời luôn chứ anh em. Đấy, anh em có thể thấy là hiện tại là mình đã làm một quả hũ khoảng tầm là 3.225.000. Đó, cực kỳ là ổn áp anh em nhé. Và anh em hãy áp dụng theo công thức này của mình anh em ơi. Dừng lại anh em ạ, dừng lại. Đó, và chia sẻ cho anh em đôi chút về cách chơi của cái trò phá băng của mình là như thế nào. Thì anh em phải nhớ là khi mà anh em hãy lên nhớ nhé, lúc đầu là cái trò diện thì mình cũng phải là chơi số tiền ít đã. Chơi số tiền ít đã. Chơi khoảng tầm là cái điểm nhỏ đi. Đó, thì bây giờ mình cứ vào cái phòng cao nhất thì là mình thấp nhất thì là 50.000. Thì mình phải test đã, test khoảng tầm 3 lần ạ. 3 lần, nếu mà lần đầu trúng thì cứ kệ thôi. Đó, còn trường hợp mà khi là 3 lần anh em không được gì ý, thì anh em hãy tăng tiền cho mình nhá. Còn nếu mà nó được cứ kệ cho nó ấy thôi. Đó, như phát này mình khoảng tầm 140.000 này. Combo lên tiếp này anh em ơi. Tuyệt vời luôn chưa anh em ơi. Đấy, rồi ok. Thì bắt đầu là mình phải bấm lại reset này. Đó, đúng 3 lần. 1 lần. 2 lần. Ờ, 2 lần thì thôi. Cứ 2 lần thì cứ để cho nó ăn được thì ăn này anh em ạ. Thì khi mà không được thì anh em lại phải dừng lại. Đó, 3 lần. 3 lần này. Rồi ok. Nếu mà bây giờ thì mình có thể là tăng tiền này. Mình vội quá anh em ạ, để là thành ra 4 lần, phí 1 lần anh em ạ. Phí 1 lần 1 lần, thì bây giờ mình chơi với khoảng tầm là 250k. Đó. Thì chơi cách này thì nó sẽ hiệu quả hơn cho anh em. Anh em thấy không? Thắng rồi này. Lên combo này. 125.000 này. Rồi phát này thì mình tính ra mình bị lỗ mất tích mất 1 lần. Mình chơi 250.000. Đó, thì mình đã bị tụt xuống khoảng tầm là 125.000. Nhưng không sao. Nhưng mà ý là mình đang nói làm sao để mà nó lên được combo, mà làm sao để trúng thưởng được nhiều, thì anh em phải chơi theo cách như thế anh em nhé.
phát này thì được đột phá này, lên 200.000 này. Ok, phát này lên nữa combo này, mình nghĩ phát này là dừng lên rừng được rồi anh em ạ. Đột phá phát nữa này, đó, lên 500.000 này, combo x3 luôn. Đó, ok cho anh em. Thì nói chung là anh em nào thích cách chơi của mình thì có thể là áp dụng vào trong game anh em nhé. Và mình đặt chỉ tiêu hôm nay là mình kiếm khoảng tầm 5M thì mình đã đủ chỉ tiêu rồi, thì mình sẽ dừng anh em ạ. Và mình sẽ rút ra với khoảng tầm là 3.050.000. Ok, quá ổn áp luôn. Rồi, và video đến đây của mình là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Và đừng quên bấm like, share kênh YouTube để ủng hộ mình nhiều hơn anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye anh em.